Bây giờ mình đã đi tới free wifi rồi. Tạm vô ở chỗ cái khu vực Red Error, tức là cái khu nghỉ á. Thường thường đi xa thì người ta hay có cái chỗ cho mình vô nghỉ uống nước đó. Hồi xưa thì nó có đặt mấy cái chỗ bán vậy, nó chỗ tự động luôn, nó bỏ nước vô trong mấy cái máy này, nó bỏ kem mà ai có nhu cầu thì bỏ tiền vô lấy ra. Có chỗ cho mình có bàn ghế cho mình bỏ đồ ăn ra ăn. Restroom free, everything sạch sẽ rộng rãi. Giờ bắt đầu đi tiếp, let's go. Xe bự bự là như cái nhà vậy. Ai có nhu cầu rác rưới đưa đây, bỏ lên cái bịch trên nha. Nah, I'm good. This remind me of QD. Để mẹ xích beo đã. Nấu hết nước rồi đúng không? Hả? Nước á. Sao con? Nước này nó nấu hết rồi. Mẹ bỏ ông rác luôn rồi. Con lấy cái mới lên luôn. Còn có chút mà. Ok, let's go. Hôm nay dân tình cũng vắng. Thấy mấy con bỏ kem vô mấy mèo. Bỏ kem, bỏ nước rồi vô, tự động. Không có người đứng bán. Sao tao tao thấy mấy thằng cha mà quấn khăn tao sợ luôn. Hả? Yeah. Nó quấn khăn nó Ấn Độ, không phải nó là Hồi giáo ở đâu. Ấn Độ Hồi giáo gì tao thấy tao ớn. Quấn khăn để gì còn để râu. Cái đó mà mấy thằng giáo nó hiền lắm á. Hiền không? Cái đạo đó, đạo Sikh nó hiền lắm. Nó không có bao nhiêu bạo lực. Vậy hả? Tao thấy mấy thằng khủng bố sợ quá. Mấy thằng khủng bố đâu có quấn khăn trên đầu luôn. Mấy thằng khủng bố, mấy thằng Đại Thắng Na La. Mày ăn hết bịch chưa con? Chưa. Có ăn bánh mì không hay ăn bịch không? Không. Sợ con đói mà bánh mì. Đây là cái khu vực Rilroy, đi ra 152 toàn là đồng cỏ, trồng cỏ, trồng tỏi. Farm. Tới chỗ bò hôi được hôi chưa? Chưa. Cái cây bên kia giống như một cây cherry trơ trọi hết. Bên ta nhà Slipwell. Sống ấm luôn. Đây là
mà có cũng không xin được. Restroom no public. Phải Việt Nam mà mắt đái quá đấy anh cho tôi đái cho nó không có. Bữa có hai mẹ con bà người Nhật tội nghiệp. Nhỏ con gái dẫn bà mẹ, chắc bà mẹ mắc tiểu quá. Dẫn vô tiệm của mẹ xin, mà tiệm mẹ cũng ok, cũng hay cho người ta đi á. Chứ có nhiều tiệm nó không cho đâu nha. Customer only. Cái thấy bà tội nghiệp quá, cho nhỏ con gái vô nó nói má tao cần để trùm quá nè. Cho bà đi, bà đi ra bà móc 5 đồng bà cho, bà trả. Mà nói no, không có lấy tiền đâu, cho mày đi. Thôi bà cảm ơn quá xa. Hai mẹ con người Nhật. Đi cái đường 152 này có vẻ rộng rãi. Đường số 5 rồi, mà nghe nói đi đường 101 đẹp lắm, mà ghê lắm phải không? Ờ, 101 đó em không thấy gì, đường số 5 mới là đẹp. À hả? 101 là mê đi bên phía Bình Châu. Cái biển? Số 5 là nó mê đi chơi mà. Đất mà để trống rồi luống lại, bắt đầu trồng lại. Khu này chắc trồng strawberry. Thấy mấy người trồng strawberry tội nghiệp, bà lăng bà lê cho bán trả bao nhiêu tiền. California nó mới rất là nó rất là chuộng mấy mẹ, nó bảo vệ cho mấy đứa mẹ nó qua đây. Ờ, nó rừng để cả đống nè. chắc chỗ cung cấp supply cho chồng chọt quá. Có thể. Không có mấy người đó ai làm con. Bởi vậy. Mấy người Mỹ trắng lên kê xuống mấy nó làm cái chuyện đó. California nó rất là dân chủ. Nó biết I'm here just sleep again này. Vậy đó. Ờ. Tiền đi con mua chưa? Cái đó là giống như
những cái xe bus luôn. Đây chỗ này không có gì để quay hả, toàn là đồng khô cỏ cháy.